có thể bạn đã biết. Voi được pháp luật bảo vệ, hổ được pháp luật bảo vệ, tê tê được pháp luật bảo vệ. Nhưng có lẽ bạn không biết rằng rùa đầu to, một loài rùa nhỏ bé, cũng được pháp luật bảo vệ ở mức cao nhất, tương tự như các loài voi, hổ hay tê tê. Theo đó, các hành vi săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ rùa đầu to, dù chỉ một cá thể hay các bộ phận không thể tách rời sự sống và sản phẩm của chúng, sẽ bị phạt tới 5 năm tù hoặc 2 tỷ đồng. Trong 3 năm qua, 9 vụ buôn bán với 129 cá thể rùa đầu to đã được đưa ra xử lý. Trong đó, tổng hình phạt được áp dụng với các đối tượng vi phạm là 65 tháng án treo, 30 năm 6 tháng tù giam và 50 triệu đồng. Không săn bắt, giết, sử dụng, buôn bán, nuôi nhốt trái phép rùa đầu to.